Cô Đào Công Lý đăng quang Hoa hậu U23 Việt Nam vào Táo quân 2018. Những vấn đề nóng của xã hội trong năm 2017 đều được nhắc đến trong buổi tổng duyệt chính của Táo quân năm 2018. Táo quân luôn là món ăn tinh thần được mong đợi nhất trong năm, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng đã tiết lộ. Táo quân năm nay sẽ có nhiều điểm mới, bởi vì đây cũng sẽ là chương trình kỷ niệm 15 năm chặng đường Táo quân lên sóng. Sau một thời gian dài ăn ngủ với kịch bản của Táo quân, tối ngày 2 tháng 2, các nghệ sĩ đã có tổng buổi duyệt chính tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Theo đó thì mở màn Táo quân năm 2018, cô Đào Công Lý bất ngờ thông báo đăng quang Hoa hậu, nhưng ngay lập tức đã bị các táo nghi ngờ mua giải. Có thể thấy tình tiết này đã nói lên tình trạng tàn lan Hoa hậu, vấn đề đang tranh cãi trong năm 2017. Mặc dù trận chung kết AFC mới chỉ diễn ra, nhưng những thành tích của các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng đã được các Táo quân nhanh chóng cập nhật. Nam Tào bắt đầu tiết lộ với Ngọc Hoàng rất muốn mời tuyển thủ U23 lên thiên đình xem hát tuồng. Đặc biệt là các táo năm nay không còn theo hình thức báo cáo thông thường, mà thông qua trò chơi giành ghế để phản ánh những vụ việc gây nhức nhối trong xã hội. Đồng thời sẽ có màn thi các quốc để tìm ra tinh hoa đệ nhất táo. Được biết, chương trình sẽ được tiếp tục ghi hình vào ngày 3, ngày 4 tháng 2 và sẽ được biên tập trước khi phát sóng chính thức trên truyền hình vào đêm giao thừa. Một status của thủ môn Bùi Tiến Dũng được chào bán với giá 57 triệu đồng sau kỳ tích lịch sử của U23 Việt Nam. Không ít các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ đổi đời thực sự chỉ sau một giải đấu. Tin vui này thì cũng vui cho các em, nhưng cũng lo không kém. Hy vọng rằng là sức hấp dẫn của kim tiền sẽ không làm cho các cầu thủ của chúng ta sao nhãng chuyện luyện tập, để đừng bao giờ bị thui chột tài năng của mình. Sau thành công tại giải U23 châu Á, thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể kiếm bộn tiền nhờ Facebook. Theo bảng giá mà một công ty truyền thông đem ra, thì giá một status up lên trên Facebook của Dũng là 2.500 USD, một lần livestream là ngăn 5.500 USD. Chiều 31 tháng 1, chỉ chưa đầy trong vòng 20 phút livestream trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đã thu hút 50 lượt xem trong vòng 2 phút. 30 phút sau khi đăng tải thì đã có hơn 500 triệu lượt xem, và sau 8 giờ thì đạt mốc 1,5 triệu lượt xem. Đây có thể coi là con số khổng lồ mà mọi ngôi sao giải trí Việt Nam đều mơ ước. Trang cá nhân của anh ngày càng có nhiều người theo dõi hơn, hiện tại đã có hơn 2,6 triệu follow. Cùng với lượng người theo dõi tăng vọt thì giá cát xê của Bùi Tiến Dũng khi anh viết bài trên Facebook cá nhân cũng ở mức cao ngất ngường. Một công ty truyền thông vừa đưa ra một bảng báo giá booking Bùi Tiến Dũng, áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. Theo đó, chỉ một bài đăng lên trên Facebook của anh sẽ thu về 2.500 USD, khoảng tầm 57 triệu đồng. Một lần livestream sẽ kiếm được 5.500 USD, là hơn 120 triệu đồng. Cũng theo bảng giá này thì cát xê do sự kiện của chàng cầu thủ ở khoảng 10.000 USD là khoảng 230 triệu đồng cho một lần anh tham dự. Chụp ảnh check-in là 5.000 USD, tham gia chụp ảnh là 10.000 USD và giá quay quảng cáo thì lên đến 50.000 USD là hơn 1 tỷ đồng. Công ty truyền thông cho Bùi Tiến Dũng cũng cho hay không nhận booking lẻ như viết một status hoặc một số nhãn hàng không phù hợp. Theo các bạn thì mức giá này có tương xứng với giá thị trực của Bùi Tiến Dũng. Được biết, ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng thì đơn vị này còn đại diện cho rất nhiều cầu thủ như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nghiêm Xuân Tú, v.v. Xuân Trường trở về, Bảo Đức muốn vô địch V-League năm 2018. Sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định đưa tiền vệ đội trưởng U23 trở về V-League. Với Xuân Trường trở lại, cùng sự bình phục của Tuấn Anh, Bảo Đức hào hứng chia sẻ. Có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu một đội hình tuyển thủ quốc gia. Đó chắc chắn là một đội bóng đáng xem ở V-League. Mục tiêu mà giám đốc kỹ thuật Chung Hang-soo đặt ra là hàng loạt thứ hạng cao trong năm 2018 và vô địch V-League 2019. Nhưng nếu mà cờ đến tay, không chừng chúng tôi sẽ phát luôn trong năm nay. Xuân Trường từng thi đấu V-League năm 2015, sau đó thì anh sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United của năm 2016 và Yangwon. Xuân Trường từng thi đấu cho V-League năm 2015, sau đó thì anh sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United năm 2016 và Yangwon FC năm 2017. Hai năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang ít được ra sân. Anh chủ yếu ngồi dự bị hoặc là thi đấu ở các giải cấp thấp hơn.
Dù không được thi đấu thường xuyên nhưng tôi thấy 2 năm qua Xuân Trường thu về cho bản thân nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy đã có một môi trường tốt để trau dồi thêm khả năng chuyên môn của mình, được học tập tập luyện trong một môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tốt và được sự cạnh tranh cao đã giúp cho Xuân Trường tiến bộ. Bảo Đức nhận xét, không có nhiều cơ hội ở cấp câu lạc bộ nhưng mà Xuân Trường luôn là sự lựa chọn số 1 ở đội tuyển quốc gia, đội U22 và U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Trong vai trò là chủ quân thì tiền vệ người Tuyên Quang đã đóng góp công rất lớn giúp cho Việt Nam chúng ta gây ra địa chắn bằng việc lọt vào trận chung kết. Không ai xứng đáng làm đội trưởng như Xuân Trường, Bảo Đức khen ngợi sản phẩm của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Cậu ấy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là một cầu thủ có đạo đức tốt, khả năng ứng xử chừng mực, ngoại ngữ giỏi để bao quát mọi vấn đề. Tôi nghĩ ở Việt Nam hiện nay tìm được một người như Xuân Trường thì rất khó. Trước đây, Bảo Đức từng mong muốn sử dụng hoàn toàn gà nhà để thi đấu ở V-League, nhưng thực tế những năm gần đây khiến ông phải thay đổi. Ở giải đấu này, để cạnh tranh chức vô địch rất khó, phải có nhiều cầu thủ ngoài nữa. Chúng tôi sẽ đầu tư sao cho thi đấu tốt nhất có thể, ông nói. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai dự giải giao hữu truyền hình quốc tế Bình Dương và thử việc nhiều ngoại binh. Vụ cháu bé bị cha ruột mẹ kế bạo hành, liệu có chìm xuồng? Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột và mẹ kế. Nghi phạm duy nhất trong vụ án chăm sóc và nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ tự làm khó mình mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng. Nguy cơ chìm xuồng. Như báo chí đã nhiều lần phản ánh thì sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017, thấy bé T là một học sinh lớp 2-5 bị gục xuống bàn trong giờ học. Thầy cô trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 chăm sóc thì phát hiện ra rất nhiều vết thương và vết bỏng trên người của bé. Hiệu trưởng trình báo với chính quyền địa phương, sau đó thì nhiều cơ quan truyền thông đồng loạt lên tiếng, đã buộc chính quyền vào cuộc. Tuy nhiên, sau thời gian đầu nóng sốt thì vụ án dần dần chìm vào nguội lạnh và đang có dấu hiệu không thấy khả năng, cho thấy là có khả năng chìm xuồng rất cao. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác để điều tra làm rõ hành vi của người tình nghi. Tuy nhiên, mãi đến nay vẫn chưa phát hiện ra căn cứ để khởi tố bị can. Tại cuộc họp liên ngành do Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì mới đây, đại diện ngành chức năng nhận định đến nay chưa đủ cơ sở pháp lý để kết luận bạo hành và xác định bị can. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kiên Giang cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do cháu T không chịu khai. Hiện tại cháu T vẫn đang sống chung với cha ruột và mẹ kế, nghi can duy nhất trong vụ án. Hệ lụy đánh trống bỏ dùi. Nhiều ý kiến cho rằng một trong những lý do khiến cho vụ án gặp nhiều khó khăn như hiện nay là hệ lụy tất yếu của nạn xử lý công việc theo kiểu đánh trống bỏ dùi. Cốt lõi nhất là việc quyết định người nuôi dưỡng thay thế nhằm đảm bảo công tác điều tra và an toàn cho bé T. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, ngày 26 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Phú đã giao cháu T cho bà Thu là bà nội của cháu bé nuôi dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định giao này cũng đã mở đầu cho những khó khăn sau này. Bởi vì trên thực tế, bà Thu không có đủ điều kiện để chăm sóc cháu. Mới đây làm việc với cơ quan chức năng, bà Thu xác nhận, một tháng trước đó thì chồng bà bị ung thư não và tai biến, phải điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh nên bà đã dẫn theo cháu T, do ở nhà không có ai chăm sóc. Đây cũng chính là lý do khiến cho cháu T phải bỏ học. Hiện nay do bệnh chồng quá nặng, bệnh viện trả về nhà, bà Thu sắp xếp cho Hòa và Tiên, chính là cha ruột và mẹ kế của cháu T, về ở chung tại nhà ở ấp Vĩnh Thành, xã Hỗn Hòa Hiệp, Châu Thành để tiếp tục chăm sóc chồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cháu T phải chung sống với người được pháp luật cách ly một cách hợp pháp. Ngày 10 tháng 12 năm 2017, hết hạn cách ly thì Phòng Thương binh, Lao động Thương binh Xã hội Châu Thành có tờ trình gửi Tòa án Nhân dân cung cấp đề nghị quyết định cách ly cháu T khỏi cha ruột và mẹ kế trong một thời gian chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên sau đó thì Tòa án Nhân dân Châu Thành lại cho rằng do không có đề nghị của cơ quan điều tra nên không đủ căn cứ để ban hành quyết định cách ly, bà Mỹ Linh bức xúc. Trong khi đó thì việc xử lý đòi thay đổi quyền nuôi cháu T của mẹ ruột là chị Vân là diễn ra một cách thủng thỉnh đến khó hiểu. Ngày 1 tháng 12 năm 2017, chị Vân nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Theo đó thì Tòa án Nhân dân Châu Thành ra thông báo mời ông Hòa đúng 14 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2018 có mặt tại trụ sở để kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng hẹn ông Hòa không đến,
tòa lại ra quyết định hẹn đến ngày 7 tháng 2 năm 2018. Phải chăng đây là chiêu kéo dài thời gian cách ly cháu T ra khỏi cha ruột và mẹ kế để làm khó cơ quan điều tra? Chúng tôi xin nhường cho bạn đọc phán quyết. Ở đây chỉ xin nói thêm, nếu duy trì liều này thì chấp nhận sự bất hợp pháp. Bởi theo xác nhận của bà Mỹ Linh thì giữa Hòa và Tin chưa hề đăng ký kết hôn. Bất cập hơn, mãi đến nay Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành vẫn chưa giao trách nhiệm quản lý cho xã Vĩnh Hòa Hiệp. Trong khi đó, cả cháu T, bà Thu và Hòa Tin hiện đang sống tại Vĩnh Hòa Hiệp, tức là nằm ngoài vùng kiểm soát của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Phú. Vì sao có sự trái khóa này? Vì thiếu cập nhật hay là một vì một cái gì đó? Vì vậy, có ý kiến cho rằng, khó điều tra của vụ án này là do chính cơ quan chức năng tự làm khó chính mình. Và nếu như không có sự thay đổi hợp lý thì rất khó để xử đúng người, đúng tội, đúng đối tượng đã gây ra những vết thương trên người cháu bé tội nghiệp này.